ba của chị. À ba chị. Dạ, chào ba ông. Chị. Dạ. À, bị tai biến từ đó giờ. À, cũng lâu rồi, nay là tính ra cũng hai mấy năm rồi. Ừ. Dạ. Trời ơi, ngồi, nó bùng nó dách lên đó, chị mới giật ra nè, chị mới xé ra. Đó, mỗi bữa là nằm dưới đất ngủ thôi. Dạ. Chạy nằm đỡ. Nằm nhẹ mới. Quá đã. Em hả? Dạ dạ. Xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Trao Tặng Giấc Ngủ Hạnh Phúc. Và ngày hôm nay My đang có mặt tại một cái khu trọ ở phường Hòa Thạnh để thăm nhà chị Lan. Bây giờ mời cả nhà đến vào để gặp nhà chị Lan với mình nhé. Chào chị. Chào em nói là dạ. Dạ. Vô em. Đây là ba của chị. À ba chị. Dạ. Chào ba ông. Chị. Dạ. À, bị tai biến từ đó giờ. À, cũng lâu rồi, nay là tính ra cũng hai mấy năm rồi. Ừ. Dạ. Ở đây mình ở bao nhiêu người vậy chị ha? À, bốn người. À, bốn người. Dạ. Chị với ông rồi... Với là cháu với con. Ba ông bị tai biến này là mấy chục năm rồi, ngồi chỗ gì đó. Rồi chị đi bán xong chị về, chị lo cho ba. Vậy là một ngày là chị đi bán được nửa buổi thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là chị về luôn rồi đó. Vậy là ở nhà là lao động chính, thu nhập, nguồn thu nhập chính của gia đình là chị rồi. Ngày có 150 thôi. 150, 160. Ngày có 150 mà sao mà nuôi. À, con thì nó chạy đưa thêm 100.000 mỗi ông heo đóng tiền nhà cũng hơi thiếu hụt. Dạ, các cháu là bây giờ đi học hả chị? Buổi sáng à, con trai đi xe, con cháu đi học lớp 8. Mẹ nó mất rồi. Dạ. Dạ, mẹ nó là em gái. À, vậy là cháu qua đây cùng với chị chăm đúng sóc rồi. Luôn. Từ lúc mẹ nó mất là 6 tuổi tới giờ nó 14 tuổi. Nay bước 15 rồi. Bệnh nó nằm mới đầu nằm một liệt luôn. Nhưng mà sau có bà nội bị chăm cứu. Yeah. Sau ba mới ngồi lên vậy. Ngồi trước là bữa nay là 29 năm rồi. Tết này nó đúng 30 năm. Chị thì đó là mấy chị em lo. Yeah. Nhưng mà giờ ở chung chị lo ba luôn. Ban ngày là đỡ ông nằm không rồi. Không là không cần đỡ. À, cái nghĩa là hoạt động ngồi vậy đó. À, khi nào nằm thì rút hai giò lên ngã lưng xuống nằm. Xong rồi thả giò xuống ngồi vậy đó. Ban ngày ngồi suốt vậy giờ. Dạ, ban ngày ngồi ở chiều bắt đầu ăn xong cử chiều là biết là giờ chiều đi ngủ rồi thả giò lên mà tự nằm ngủ, cái nghĩa tự hoạt động. Nhưng mà tiểu thì chị đem đi đổ. À, ba đi cầu thì nằm tại chỗ đi cầu luôn, mở tải cho ba đi cầu. Còn tiểu ngồi đi lấy cái chai lấy cái lon đi vô đái, còn đi cầu rồi đi tại chỗ vậy đó, mở tải chị làm cho ba đi cầu. Dạ, ông nằm cái ghế này lâu chưa chị? Là nằm từ đó giờ hả? Đúng rồi, đó giờ nằm ghế 4 không à? Ghế 4 không? Đúng rồi, tại vì ba nằm ghế 4 quen rồi. Lúc ba nằm bên kia cũng vậy, cũng bên nhà bà chị cũng nằm ghế 4. Dạ. Nên ra là ba hoạt động bằng cái ghế 4 vậy ông cũng tiện lạ hơn. Dạ. Dạ, mình ngủ ở đây hả chị? Đúng rồi, hai dì cháu ngủ đây. Dạ, cái tấm này là tấm gì đấy? À, tấm con nhỏ cháu mua 99.000. Trời ơi, nó bùng nó dách lên đó, chị mới giật ra nè, chị mới xé ra. Đó, mỗi bữa là nằm dưới đất ngủ thôi. Dạ. Chạy nằm đỡ. Dạ. Nó nên ra hơi khó khăn đổ tiền mua niệm. Dạ. Dạ. Dạ, hôm nay là tụi em trải tấm niệm ra đây cho mình ngủ luôn. Dạ. Đó, mình ngủ cho nó an toàn hơn. Dạ. Cảm ơn là đỡ nó đau lưng hơn. Dạ. Em thấy tấm này nó cũng ngủ nó rất đúng rồi, đúng rồi. Này mua có 99.000 thôi, đổ tiền mua nhiều. Dạ. Nó nằm mới đây à. Mà đâu là khoảng đâu mới có hai tầng mấy nó bung lên tùm lum. Ủa em tưởng nó lâu lắm rồi mới có lên. Mới có hai tầng mấy, ba tầng là quá rồi. Nó nằm có hơi mồ hôi hay gì không biết, nó tự nó bung mấy cái bịch lên tùm lưa. Thôi để là tụi em ngày hôm nay là đổi cái này mới cho mình đưa cho. Dạ, cảm ơn em. Dạ, rồi, cảm ơn chương trình thì có cái ra mới rồi gói mới đồ đủ bộ cho mình luôn. Dạ, hai mấy cái này luôn. Chị cũng gửi lời chương trình đồ giúp đỡ giùm cho hoàn cảnh khó khăn. Dạ. À, cảm ơn em, cảm ơn chương trình đồ ha. Dạ. Xong rồi nè chị thấy màu này ưng không? Đẹp, màu này sạch nữa. Chứ chị đâu có tiền mua niệm nằm đâu, đói nằm dưới đất không mà. Nhiều khi có dít đơn này nọ, với hai nữa mưa nó lạnh. Và giờ có dịp công ty
cho thì mừng. Dạ. Dạ. Dạ, mình không có khả năng mua điện, là nằm dưới đất không à. Có khi khi trời mưa trời gió rồi dít nó lên rồi. Đang nằm có dít nó bò lên làm hết hồn ngọn cắn. Cảm ơn công ty Thế Giới Niệm. Dạ. Dạ, giúp đỡ cho mình khó khăn. Dạ, cảm ơn. Dạ, giờ mình nằm xuống rồi thử cho nó em dạ. Nằm xuống xử, nằm để mới quá đã. Em hả? Dạ, dạ. Em với lại cái này nó cao hơn so với cái mặt đất. Chứ mình đâu có là đâu có khả năng để mua niệm để nằm. Dạ. Dạ, nên ra là giờ có Thế Giới Niệm gì đó cho mình đỡ. Dạ. Cũng mừng. Em cũng đại diện cho công ty Thế Giới Niệm chúc chị và ông với là gia đình mình càng ngày có nhiều sức khỏe hơn. Rồi khi mà nằm những cái nằm ngủ với những sản phẩm của công ty thì mình cũng sẽ có những cái giấc ngủ ngon hơn nha chị. Dạ, dạ. Chị cũng cảm ơn Thế Giới Niệm. Dạ. Công ty Thế Giới Niệm. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Giúp đỡ cho khó khăn. Dạ. Chứ mình cũng không có khả năng để mua niệm. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thôi mình chào tạm biệt chương trình nha chị. Dạ, mình cũng chào mấy em ha.